Còn gì bị già con ăn cả bát. Ai cắt tóc thì liên hệ chị Lan nhé mọi người ơi, dịch vụ cắt tóc tại nhà luôn. Mi cầm điện thoại thế. Đã béo rồi mà. Cho 5 triệu rồi đi đi du lịch xong rồi giờ đầy mấy triệu mẹ đi. Thôi, ê.
chưa? Cái máy con. Mà sơ mi oversize rồi. Không để ý mọi người. Chào mọi người nhé. Mọi người ai mà cần cắt tóc thì để em liên hệ bạn em nhé. Đến cắt tóc tại nhà luôn. Đấy, vừa đi nấu cỗ này, vừa nấu cỗ bắt mang kéo cắt tôm về cắt tóc luôn. Có nhuộm tại nhà nhá, Bảo My nhá. Cứ dịch vụ nhuộm tại nhà luôn. Yêu cầu là có. Vừa đi lầu cỗ về xong, mang luôn kéo vào đây cắt tóc. Thế mày ghê chứ. À, tiền đi về đây. À quên. Đòi tiền, trả tiền đéo. Của em bao tiền? 280.000 tiền gỗ bán đéo thì. Thế thì được buổi sáng công thì đéo nữa. Thôi nha, chào mọi người nhá.